Ủa thơ nôm á, anh bị hâm, bị hâm. Trả lời đi. Nếu thắng mang về 20 triệu cho bản thân mình và sự vinh quang dành cho gia đình. Đúng rồi, quê hương Bắc Ninh, làng xóm láng giềng. Đấy. Chứ không phải như gia đình Đức Phúc. Ôi, thằng Phúc tệ. Trẻ con đang chân châu cắt cỏ cũng tự hào về chị Hòa. Đúng vậy. Quyết định nếu như Xuân Vũ thắng mà làm gì nữa là coi như xong. Xong. Nhưng nếu mà Hòa thắng thì sao? Thì tiếp tục. Tiếp tục. Chị Hòa cố lên, chị Hòa ơi. Chị Hòa căng quá. Xuân Vũ và Hòa làm gì? Nếu như em thắng, em là người hùng. Em thua, tội đồ. Cố lên chị Hòa ơi. Còn em thắng thua, vẫn còn cơ hội cứu vãn. Rồi, quánh tôi xin. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thua. Là em vào trong. Em quyết định. Thua trước, thua trước. Em tự quyết định. Hòa thì trước luôn đi. Xuân Vũ đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Nếu đứng giang hai tay, mặt nhìn về hướng Bắc thì tay phải là hướng gì? Hướng Đông ạ. Chính xác. Quá, chính xác. Tay trái là hướng gì? Hướng Tây ạ. Chính xác. Ủa? Đúng rồi, dễ mà. Sau lưng là hướng gì? Hướng Nam ạ. Chính xác. Dễ quá mà. Thấp quá kỳ con, thấp quá kỳ con. Vậy hướng thiện là hướng gì? Hướng thiện là hướng tới điều tốt ạ. Chính xác. Chính xác. Trời ơi. Câu hỏi tiếp theo. Trường Giang nói tất cả đàn ông trên đời đều nói dối. Hỏi khi nói câu này, Trường Giang nói dối hay nói thật? Giải thích. Nói dối ạ, tại vì anh Trường Giang cũng là đàn ông và đang nói dối. Oh my god. Chính xác. Câu hỏi tiếp tục. Ngoài bục giảng thì cô giáo còn có thể đứng ở bục nào nữa? Bục nào ấy ạ? Ngoài bục giảng ra khi mình đi như vậy thì có thể đứng ở bục nào nữa? Cái này đơn giản mà em, đơn giản đó. Nhưng mà thường là chỗ nào cũng sẽ có bục giảng. Nên thì cô giáo đứng ở đâu thì cái chỗ đấy sẽ được gọi là bục giảng. Ngoài bục giảng, còn cái bục nào thì cô có thể đứng được? Bục nào cũng được ạ. Thì ví dụ như là cô thích đứng đâu thì cô đứng thôi, đứng đâu cũng giảng được ạ. Là bục, ví dụ là bục vẫn nào? Vẫn chưa hiểu luôn á, nó vẫn chưa hiểu hỏi luôn. Ví dụ là bục sân khấu hay gì đấy, cô thích đứng đâu thì chính cô xác đứng. Đây. Đó. Hỏi là bục nào. Rồi, câu hỏi tiếp tục. Ở giữa số 0 với số 19 có bao nhiêu con số 1? Từ từ đếm nha. Thế thì cái số 19 có tính không ạ? Đây 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 đây, ở giữa số 0 với số 19 có bao nhiêu con số 1? 10 ạ. À 12. Không, chính xác. Ơi 11. Bây giờ nè, bây giờ Xuân Vũ đếm lại bao nhiêu nè? Số 1, số 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, 18, 18, 18 11 số. Sao em tay đúng rồi, 11 số ạ. 11 số vì sao? Vì số 11 có 2 số. Dạ, 1. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Trong bài hát phim Gạo Nếp Gạo Tẻ có câu bầu trời xanh trên cao vẫn muôn ngàn sao. Vậy muôn ngàn sao có trên bầu trời xanh không? Trong bài hát hay là thực tế ạ? Đừng hỏi. Không biết thì nói đại đi, có mấy bầu trời mà. Xanh trên cao có muôn ngàn sao thì là có muôn ngàn sao. Có ạ. Có. Chính xác. Trời ơi, nhắc cũng nhắc bầu trời xanh thì làm sao mà thấy được sao. Nhưng mà trong bài hát nó có. Cả nghĩa là vẫn có sao, mình không nhìn thấy thôi. Đúng rồi, có sao nhưng mà không nhìn thấy. Chính xác. Đúng rồi. Vì ban ngày nên không nhìn thấy. Đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo. Bà chúa thơ nôm là Hồ Xuân Hương. Vậy ông chúa thơ nôm là nhà thơ nào? Thơ nôm á? Chết rồi, em đâu có học văn Việt Nam đâu. Thôi em nói đại, anh Trường Giang. Đáp án là không có. Em không học văn Việt Nam. Ủa thế em học văn gì? Dạ tại vì em ở bên Thái nên là học trường quốc tế 8 năm. À. Biết nói tiếng Thái không? Dạ được. Ví dụ như cảm ơn mọi người đã xem chương trình Nhanh Như Chớp. Khóc phân kha thi đủ lai can Nhanh Như Chớp là khả. Nhanh Như Chớp thực ra là em có thấy chương trình bên Thái nhưng đúng mà rồi. Em quên xải cái gì xải phá em quên rồi.
Giải phá có nghĩa là tia chớp. À, giải phá chọn là. Giải phá là chọn là khắp. Rồi, ok, cảm ơn. À, học đi ha. Như vậy là Vinh Vũ đã đúng đáp án liên tiếp 6 câu. Kính thưa quý vị thân mến, với những câu hỏi hóc búa về hướng Đông Tây Nam Bắc thì có khả năng Hòa Minh Chi sẽ không trả lời được. Con bé mất phương hướng lắm mọi người ơi. Con bé mất phương hướng rồi. Cùng gặp gỡ lại Hòa Minh Chi. Ôi, cố lên. Mấy câu đầu từ từ nhá, mấy câu đầu nhớ. Trời, con bé nó đi cái đôi gút thấp ghê. Bảy đấy. Bảy. Ủa thế à? Sáu anh. Sáu. Anh à? Sáu câu đấy, vượt qua được không? Ấy, đi, đi. Được, em nghĩ là được. Được không? Bình tĩnh nhé. Chúc Hà may mắn. Mời. Ôi trời ơi. Chúng ta hãy cùng với Hòa Minh Di đến với chương trình Nhìn Như Chớp. Nếu đứng dang hai tay mặt nhìn về hướng Bắc thì tay phải là hướng gì? Bên này gì? Đừng bên hỏi, này. Đừng hỏi lại. Đông. Chính xác. Đúng không? Dễ mà. Em đang đúng mà. À? Đấy, tay trái hướng gì? Thì đông ngược lại với tay đông thì là tây. Chính xác. Đông tây. Sau lưng là hướng gì? Nam. Chính xác. Dễ quá đúng không? Ôi, đông tây nam bắc quý đúng không? Em vừa mới học hôm qua xong. Em ơi, đúng là số phận trời định số phận. Tiếp nhé. Vâng. Vậy hướng thiện là hướng gì? Là hướng là làm là từ thiện. Ừ, từ thiện là gì? Là à, là đi làm những điều tốt á. Hướng thiện hay nói chính xác hơn là hướng về những điều tốt đẹp. À đúng rồi. Trường Giang nói tất cả đàn ông trên đời đều nói dối. Hỏi khi nói câu này Trường Giang nói dối hay nói thật? Thế Trường Giang nói là đàn ông trên đời nói dối. Vậy thì Trường Giang nói Trường Giang cũng nói dối luôn. Chính xác. Đúng, đúng chính xác. Bé là thật. Vì Trường Giang bảo là đàn ông trên đời này nói dối, tức là Trường Giang đang nói thật. Đúng, có hai phương án. Hiểu chưa? Đúng rồi, đúng em rồi. Hiểu chưa? Dạ. Tại sao anh nói dối? Tại vì anh bảo là đàn ông trên đời toàn nói dối. Thì anh là đàn ông. Đúng rồi, thì còn anh nếu anh không phải đàn ông thì thôi. Câu này dễ nè. Ngoài bục giảng, thầy cô giáo còn có thể đứng ở bục nào nữa? Ngoài bục giảng ra. Gì vậy? Thì thầy cô thích đứng bục nào chẳng được. Đúng. Ngoài bục giảng là bục giảng là khi mình lên lớp mình dạy thôi. Câu số mấy rồi? 6. Sáu rồi. Rồi. Đấy. Băng thôi, băng rồi, băng thôi. Cô lên cho ơi. Ở giữa số 0 với số 19 có bao nhiêu số 1? Giữa số 0 và số 19. Điểm ký, điểm ký. Số 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, đây, 18, 19. Không được nhắc. Bớt múa này, bớt múa này. Không được nhắc. Đây là số 0. Dạ. Và đây là số 19. Ở giữa nó có bao nhiêu trước số 1? Số 0 vẫn còn. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nên à, mình đây. Chỉ cần một câu nữa thôi là có thể cứu vãn tình hình. Chứ hả? Còn nếu như rớt câu này là nguy kịch. À, 11. Wow. Vì sao? Bởi vì cái số 11 có 2 số 1. Là 2 số 1. Yes. Bây giờ đã bắt đầu 2-1 rồi đó. Nhưng đừng dừng ở đó. Mình phải chiến thắng bản thân mình bằng cách lên số 10. Số 10. Số 10. Số 10 là số đẹp. Đúng không? Em biết mà. Rồi anh chỉ nói thế thôi. Đấy ơi. Trong bài hát phim Gạo Nếp Gạo Tẻ có câu bầu trời xanh trên cao vẫn muôn ngàn sao. Vậy muôn ngàn sao có trên bầu trời xanh không? Trong lời bài hát là bầu trời xanh vẫn muôn ngàn vì sao. Vậy, muôn ngàn sao có trên bầu trời xanh không? Thì nhưng mà đấy là trong lời bài hát. Anh không cần biết. Giống em. Anh đã đọc câu hỏi rất kỹ rồi. Có đây. Người ta hỏi là trong bài hát của phim Gạo Nếp Gạo Tẻ có câu là bầu trời xanh trên cao vẫn muôn ngàn sao. Vậy muôn ngàn sao có trên bầu trời xanh không? Đúng rồi, thì người ta bảo bầu trời xanh có muôn ngàn vì sao mà. Thì tất nhiên là có rồi. Có, tại vì ban ngày mình không thấy thôi. Bầu trời xanh là ban ngày. Lúc nào nó cũng ở đấy. Đúng, chính xác. Nó vẫn ở đấy thôi. Yeah. Yeah. Câu này dễ.
bà chú Thơ Nôm là Hồ Xuân Hương. Hồ Xuân Hương. Vậy ông chú Thơ Nôm là nhà thơ nào? Ông chúa Thơ Nôm á? Anh bị hớp, bị hớp. Trả lời đi. Tự nhiên làm gì có ông chúa Thơ Nôm? Chết chết. Kiểu như hơi không được lịch sự á. Không phải, không có. Không có. Không có luôn hả? Không có luôn hả? May thế thì không nói nhiều. Đấy, anh đã bảo đúng rồi thì im lặng đi còn giải thích làm gì. Vâng, đấy, đấy. Câu này là câu số 10. Nếu thắng, mang về 20 triệu cho bản thân mình và sự vinh quang dành cho gia đình. Đúng rồi, quê hương Bắc Ninh, làng xóm láng giềng. Đấy. Chứ không phải như gia đình Đức Phúc. Ôi, thằng Phúc thề. Trẻ con đang chân châu cắt cỏ cũng tự hào về chị Hòa. Đúng rồi. Ôi, quê hương ta ơi, Bắc Ninh. Đấy, ơi rồi. Rồi, sau này suy nghĩ cho kỹ. Biển gì không có nước mà vẫn có cá? Bắt đầu giờ. Quá đơn giờ đấy em ơi. Cái biển. Biển gì? Cái biển. Hết giờ. Cấm cấm câu cá. Chính xác. Ở 2 giây cuối cùng. Chỉ còn có 2 giây thôi mà. Cái biển gì? Cái biển cấm câu cá, chính xác. Có hình con cá. Cái đó là cái biển, biển báo. Dạ vâng, đúng báo rồi. Cấm câu cá, vâng. Tức là có biển. Không có nước. Không có nước mà vẫn có cá. Đúng rồi. Hòa Minh Di là người duy nhất trong chương trình ngày hôm nay mang về 20 triệu đồng. Hay quá Hòa ơi. Em không có sợ đồ ca. Bắt tay cái nào. Yeah. Thiệt. Em là kênh tim đấy. Mà đúng là có tâm tốt. Nhưng là mà kết quả tốt anh ơi. Nhưng mà em cũng thật sự sẽ đi làm từ thiện. Yeah. Thế bọn em được chơi tiếp đúng không? Bọn em được chơi tiếp. Đúng vậy.